Manchester United đang trải qua chuỗi trận khá ấn tượng với 3 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Dù cho vẫn chưa cải thiện quá nhiều về mặt lối chơi, nhưng kết quả đạt được là rất đáng ghi nhận trong bối cảnh toàn đội đang gặp khó khăn về mặt lực lượng cũng như phong độ. Đã từng có rất nhiều chỉ trích hướng về huấn luyện viên Erik ten Hag trong thời gian qua khi cho rằng ông đã không thể hiện được năng lực của mình và biến Quỷ Đỏ trở thành tập thể không có một lối chơi rõ ràng. Màn trình diễn trên sân nhạt nhòa, thiếu sức sống, như thể mạnh ai nấy đá và còn vô số những bình luận khác hướng về thầy 10. Nhưng sau tất cả, dù ten Hag có sai nhiều thế nào, nhưng ông vẫn đang làm đúng một điều để giúp Man United đạt được kết quả đáng khích lệ trong thời gian qua. Kể từ đầu mùa giải, đội chủ sân Old Trafford đang thể hiện một phong độ hết sức nghèo nàn, dù cho họ vẫn còn giữ được bộ khung đã làm nên thành công ở mùa trước, đồng thời bổ sung thêm những nhân tố chất lượng cho đội hình hiện tại. Nhưng đã qua 9 vòng đấu ở ngoại hạng Anh, 3 lượt trận ở Champions League, đoàn quân của thầy 10 vẫn chưa thể nào mang lại sự yên tâm cho người hâm mộ. Lối chơi vẫn chưa được định hình rõ ràng, màn trình diễn của từng cá nhân thì ở mức báo động và ngay cả tinh thần chiến đấu cũng không được phát huy đúng mực. Đã có rất nhiều chỉ trích nhắm vào phía huấn luyện viên Erik ten Hag, thậm chí là đã có tin đồn ông sẽ bị sa thải dù mùa giải mới chỉ bắt đầu được một tháng. Nguyên nhân là do chuỗi thành tích vô cùng bết bát với những thất bại liên tiếp, đặc biệt là những kết quả tệ hại ngay trên sân nhà. Nhà hát của những giấc mơ Old Trafford, nơi từng là pháo đài bất khả chiến bại một năm qua cũng đã không còn, khi lần lượt Brighton, Crystal Palace và Galatasaray đã có được 3 điểm bỏ túi mang về khi đến đây. Điều này đã khiến phần đông người hâm mộ cảm thấy vô cùng thất vọng và cũng đã xuất hiện những tin đồn về ứng viên có thể thay thế chiến lược gia người Hà Lan trong thời gian tới, nổi bật nhất chính là Graham Potter. Tuy vậy, trong những giây phút khó khăn nhất, cựu thuyền trưởng Ajax đã có những cậu học trò biết cách tỏa sáng để cứu lấy chiếc ghế của mình, đặc biệt là ở 3 thắng lợi liên tiếp vừa qua trên mọi đấu trường. Đầu tiên là Scott McTominay với cú đúp trong thời khắc Fergie Time chứ danh giúp Quỷ Đỏ lội ngược dòng ngoạn mục trước Brentford ở vòng 8 ngoại hạng Anh. Sau đó là cú sút xa đẹp mắt của Diogo Dalot ấn định thắng lợi 2-1 trước Sheffield United khi mà các tiền đạo đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn. Và đến trận đấu vừa qua trước Copenhagen, không chỉ một mà đến 2 ngôi sao đã cứu nguy cho chiếc ghế của thầy 10. Đó là Harry Maguire với bàn thắng duy nhất của trận đấu. Sau đó là thủ thành Andre Onana với pha cứu thua ấn tượng trên chấm 11m ở cuối trận. Tất nhiên là nhiều người sẽ nói nhà cầm quân 53 tuổi đã gặp may hay ông được các học trò cứu, chứ không thể nào tự cứu mình khỏi số phận. Và còn rất nhiều những chỉ trích khác, như việc ông vẫn giữ khăng quyết định để Marcus Rashford cùng với Bruno Fernandes đá chính, cũng như trao cơ hội liên tục cho thủ thành người Cameroon, dù trước đó anh đã mắc phải quá nhiều sai lầm ngớ ngẩn. Áp lực khi làm việc tại đội chủ sân Old Trafford là điều mà Erik ten Hag hiểu rất rõ, và ông cũng luôn tỏ ra bình thản trước mọi câu chuyện bên ngoài sân cỏ. Điều mà chiến lược gia người Hà Lan quan tâm chính là màn trình diễn trên sân cũng như thành tích của câu lạc bộ, chứ không phải là tham vấn từ các huấn luyện viên online để chọn ra đội hình xuất phát cũng như lối chơi cho toàn đội. Đúng là cựu thuyền trưởng Ajax cũng đã có những quyết định sai lầm kể từ đầu mùa, điển hình như là thay đổi lối chơi khi đang có thế trận tốt trước Arsenal hay sử dụng một hệ thống lạ lẫm khi đối đầu với Brighton, để rồi cả hai trận đấu đó đều kết thúc với thất bại, cùng một lối chơi như muốn mời đối thủ tấn công vào khoảng trống ở hàng thủ. Sơ đồ kim cương hay cách tiếp cận trận đấu đều đã được nhà cầm quân sinh năm 1970 thử nghiệm, nhưng hầu hết kết quả đều không tốt. Nguyên nhân phần lớn đều đến từ tình hình lực lượng bất ổn của đội bóng. Quá nhiều ca chấn thương đã xuất hiện, đó là còn chưa kể đến chú báo Jadon Sancho tự dưng nổi loạn và loại bỏ mình khỏi đội hình. Hàng thủ thì tan hoang, đã khiến ông đau đầu trong việc lựa chọn 11 cái tên cho đội hình xuất phát. Quả thực, vấn đề chiều sâu lực lượng đã từng được nhắc đến rất nhiều khi nói về Manchester United. Nhưng ngân sách hạn hẹp cùng với việc khó bán cầu thủ đã khiến Quỷ Đỏ chưa thể có được bộ khung ưng ý. Đồng thời, trong số 4 tân binh đáng chú ý nhất mùa hè vừa qua thì hết 3 cầu thủ dính phải chấn thương, còn Andre Onana thì liên tục tấu hài với nhiều pha xử lý vô cùng ngớ ngẩn. Chính những điều này vô hình chung đã khiến huấn luyện viên Erik ten Hag có quá ít sự lựa chọn chất lượng. Vì vậy, dù rất muốn xoay tua để giữ thể trạng cho các trụ cột cũng không thể khi có mấy ai đủ khả năng thay thế và chịu được áp lực khi ra sân. Nhiều người từng mong mỏi Facundo Pellistri đá chính, nhưng cậu thanh niên người Uruguay vẫn chưa đủ cứng cáp để có thể lãnh trách nhiệm dù đã được trao nhiều cơ hội. Ngoài ra,
liệu có cái tên nào đủ sức thay thế Rashford, Bruno hay Casemiro khi những nhân tố tiềm năng đều không thể hiện được quá nhiều. Để rồi khi phong độ của các trụ cột chạm đáy, họ đã đẩy thế khó về phía thầy 10. Và mũi dại thì lái chịu đòn. Chiến lược gia người Hà Lan chính là nhân vật phải đứng ra chịu trách nhiệm cho tất cả vấn đề của câu lạc bộ. Dù đôi lúc, ông cũng rơi vào hoàn cảnh bất khả kháng. Tuy vậy, nếu nhìn vào 3 thắng lợi vừa qua trước Brentford, Sheffield và Copenhagen, đã có những điểm sáng nhất định trong cách xử lý của cựu thuyền trưởng Ajax. Và không ngoa khi nói rằng chính ông đã góp phần giúp đội bóng chơi khởi sắc hơn, đặc biệt là trong hiệp 2, khi 3 chiến thắng đều đến từ khoảng thời gian này, thậm chí là còn rơi vào 20 phút cuối trận. Vậy điều gì mà chúng tôi có thể khẳng định? Nhà cầm quân 53 tuổi đã làm đúng một điều trong chặng đường hồi sinh đội chủ sân Old Trafford. Vâng, đó chính là cách mà ông điều chỉnh nhân sự trong trận đấu. Những cầu thủ được tung vào sân trong hiệp 2 đều chơi rất hay và góp công trực tiếp vào thắng lợi của Man United. Hay nói cách khác, tác động của họ lên lối chơi là vô cùng đáng kể. Đầu tiên là trận đấu với Brentford với những ngôi sao đáng chú ý như Eriksen, Garnacho và đặc biệt là Scott McTominay. Cả 3 đều được tung vào sân trong 45 phút còn lại của trận đấu và mang đến nét tích cực trong lối chơi tấn công của Quỷ Đỏ thành Manchester. Trong khi nhạc trưởng người Đan Mạch giúp tuyến giữa kiểm soát bóng tốt hơn cũng như điều tiết thế trận, thì Sao Mai 19 tuổi tạo ra tốc độ cùng những pha đi bóng lắt léo bên hành lang trái. Để rồi Mad Dog xuất hiện và chính anh ghi 2 bàn thắng quyết định cho màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Bầy Ong. Ngoài ra, tác động của Anthony Martial cùng với Anthony, hai nhân tố cũng được tung vào sân trong hiệp 2 là rất đáng ghi nhận, khi họ đã giúp lối chơi tấn công của Man United trở nên đa dạng hơn. Trước Sheffield United, vẫn là cái tên Christian Eriksen mang đến sự khác biệt khi vào sân thay cho McTominay. Cựu sao Inter Milan đã làm quá tốt vai trò của mình ở khu vực giữa sân khi trở thành nhạc trưởng chỉ huy cho toàn đội. Những pha lên bóng qua chân số 14 đều trở nên mềm mại hơn và từ đó thì cơ hội cũng như khoảng trống được mở ra cho các đồng đội. Và ở trận đấu với Copenhagen vừa qua, dấu ấn của huấn luyện viên Erik ten Hag tiếp tục được thể hiện ở tài thay người của mình khi Eriksen cùng với Garnacho đã tạo ra rất nhiều sóng gió về phía khung thành của đội khách. Đặc biệt, quyết định đưa chú lính chỉ Đan Mạch vào thay cho Sofyan Amrabat được xem là một bước ngoặt cực kỳ quan trọng. Tiền vệ 31 tuổi đạt tỷ lệ truyền chính xác là 90%. Đáng chú ý, những đường truyền đó đều hướng về phía trước và giúp lối chơi của Quỷ Đỏ sáng nước hơn. Cựu tiền vệ Tottenham Hotspur còn thực hiện một đường truyền quyết định và có một cú sút trúng đích. Cuối trận, anh còn được ban tổ chức bầu chọn là cầu thủ hay nhất. Đây là một quyết định khá bất ngờ khi cầu thủ sinh năm 1992 chỉ mới vào sân từ hiệp 2, trong khi cả trận, Harry Maguire cùng với Andre Onana cũng xuất sắc chẳng kém. Nhưng hội đồng UEFA cũng đã nói về lý do họ chọn số 14 cho danh hiệu này, chứ không phải là bất kỳ cầu thủ nào khác. Eriksen đã thay đổi trận đấu. Anh ấy đã giúp Man United tăng tốc độ trận đấu và cung cấp một đường kiến tạo tuyệt vời cho Harry Maguire lập công. Cựu danh thủ Paul Scholes cũng đã ca ngợi quyết định thay người của cựu thuyền trưởng Ajax khi chàng tiền vệ tóc vàng hào hoa một thời cho rằng giá trị mà Christian Eriksen mang lại đã làm thay đổi bộ mặt của đội bóng, giúp Manchester United thi đấu tốt hơn và từ đó tạo tiền đề cho việc giành trọn vẹn 3 điểm. Ten Hag đưa Christian Eriksen vào sân, một cầu thủ chơi bóng giỏi hơn nhiều. Không phải tôi thiếu tôn trọng Amrabat, cậu ấy đã làm tốt những gì cần làm, nhưng cậu ấy không xây dựng được trận đấu hay điều tiết được nhịp độ. Và từ khi Eriksen vào sân, những pha chạy chỗ bắt đầu xuất hiện. Bruno cũng đột nhiên chơi tốt hơn, Man United lại trông giống như một đội thực sự. Nhận xét của số 18 huyền thoại là hoàn toàn chính xác, và đó là lý do thầy 10 từng bán sống bán chết phải theo đuổi bằng được Frankie de Jong. Một cầu thủ có khả năng kéo bóng, điều tiết nhịp độ trận đấu và giúp các đồng đội triển khai thế trận tốt hơn. Và chính nhà cầm quân 53 tuổi cũng đã có những chia sẻ xoay quanh quyết định thay người của ông. Tôi nghĩ cách xây dựng trận đấu đã trở nên trôi chảy hơn khi Eriksen vào sân. Và chúng tôi cũng đã thực hiện một số điều chỉnh ở các vị trí khác. Nhưng cậu ấy chắc chắn đã đóng một vai trò quan trọng trong đó. Christian chọn thời điểm tốt và đưa ra quyết định rất tốt. Ví dụ điển hình nhất là pha kiến tạo cho bàn thắng của Harry Maguire. Quả thực 3 thắng lợi vừa qua là vô cùng quan trọng trong việc vực dậy tinh thần Quỷ Đỏ. Và chúng ta cũng không thể phủ nhận những gì mà huấn luyện viên Erik ten Hag đã mang lại. Làm tốt thì khen và làm không tốt thì chê, đó là điều hoàn toàn bình thường. Và dù ông có nhận chỉ trích như thế nào, thì sau tất cả, chiến lược gia người Hà Lan vẫn làm đúng một điều, đó là thay người vô cùng hiệu quả. Hy vọng rằng trong thời gian tới, ten Hag sẽ giúp Man United tiến bộ hơn nữa. Khi mà các trụ cột quan trọng dần trở lại, ông sẽ có trong tay lực lượng mạnh nhất.
và khi đó thì chúng ta sẽ đánh giá những gì mà cựu thuyền trưởng Ajax đang làm. Còn bây giờ, hãy tiếp tục cổ vũ thầy trò Erik ten Hag trên chặng đường sắp tới và liệu họ có cải thiện được phong độ để đối đầu với Man City vào cuối tuần này hay không. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football, hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.